diễn cho chương trình văn nghệ hôm nay. Xin mời quý vị cùng đến với live show Hữu Hùng và Những Người Bạn. Xin mời giọng hát của Hữu Hùng với một nhạc phẩm được mang tên Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Để có vui cho chương trình hôm nay, tôi xin gửi đến bản nhạc Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng. Anh ngỡ biên cương nơi con sông Hồng ngày về đánh biển. Ở trên ấy mùa này con đường cuối dòng bóng tôi mơ. Anh ngỡ biên cương biết rằng đêm mong ngóng tan trường. Cứ chiều chiều đã tôn mà gây nước đem lòng mình gửi về nhìn chim giới sao chẳng nói nên lời. Em thương anh ơi chiến hào gần nhất, nhà em thương anh. Chiều nay đã đứng ngang lá đánh như đắng trời ảo ấm mơ lạnh không. Thời anh yêu người chiến sĩ biển. Em thương